Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên bộ mẹ con nha, mẹ cam con được ba bê đó. Thì trước khi em gửi hình ảnh chi tiết về bộ mẹ con này, xin cô chú anh chị mình đăng ký kênh ủng hộ em. Giờ em gửi hình ảnh chi tiết về giá cả và thước đo cho bộ mẹ con này cho chú anh chị mình xem nha. Đây là bộ mẹ con nè, không mẹ tàn dữ không cô chú anh chị, mẹ tàn độ nha chú anh chị đó. Coi dàn xương nè, khủng không, xương to mẹ kem nghe đó. Con ngá đực ba bê nè, rất là mắc sữa nha. Đây ngá đực ba bê nè, coi cái sông lưng kia không đứt nè. Đây con kem nè, kem vàng nghe chú anh chị, chân cẳng nè, xương to nghe. Thế em hát chân cẳng thì hoàn thiện, không có bú xuống nắp xe cho con cũng vậy, chân cẳng hoàn thiện hết nha. Con còn hay gầy cái con còn không tướng đực ra không chú anh chị. Con mẹ nè, con mẹ thấy dàn xương khủng không, mẹ thả đòn dài, thả đòn dài mà cao nữa, to. Đây yếm này, ô lúng này, những mẹ nè thăng không, vú luôn này, bốn vú nha. Nè cái đứa chị bò này đang ôm con lứa thứ ba, bò sạch bò bao rồi lú hết nha, em bao cho cô chú chị mình rồi lú khỏi sợ. Gửi sái lưng cho chú chị xem con mẹ nha. Sái lưng nè, sái lưng nghiêm chỉnh chú anh chị đó. Thì con mẹ này cô chú anh chị mình nuôi về, bộ mẹ con này về mà nuôi lại kỹ lại là rất ok nha, rất ngon nha. Coi nè, kỹ đuôi nè, đó thì con mẹ cũng đã cấy rồi nha. Con mấy tháng anh? Con hả? Rồi con 3 tháng đó, thì bò con được nè, nay được 3 tháng, con mẹ đã lên giống được 1 tháng nha chú anh chị, cũng cấy rồi. Đây là coi mặt mày nè cô chú anh chị xem nè, con mặt mày nha, đó yếm nè, kem nè tàn hết hết phương cái tàn chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình đang nghe, à, xem yêu thích thì liên hệ cho em ăn, giá là 53 triệu của chú anh chị đó. Chân trước nè, đó chân nè, to xương nha, xương to dai là ôm sát mình dai lực luôn. Con mẹ này thì cô chú anh chị mua về nuôi làm giống bộ này là hết lần luôn. Con được 3 tháng rồi, nếu mà mẹ chú chị mua về là 2 tháng sau là con sẽ tách ra được, bán ít nhất có giá 25 triệu nha chú chị. Đó. 28 triệu, con bò 25 triệu rồi, không có nói chuyện được. Con đợt này mà nuôi 5 tháng nữa là hoàn thiện là ngon, là bán cả giá 25 triệu đi lên nha. Thì mua bỏ mẹ con 53 triệu, mà con 5 tháng nữa bán 25 triệu đi lên thì con mẹ còn lại có 25 triệu à. Thấy không, cực rẻ không đó. Đây giá là năm bộ mẹ con 53 triệu nha. Nó thì em ra giá này mua bán thì cũng có phụ chút đỉnh bớt xớ nha, chứ không phải là giá một chốt giá luôn nha chú anh chị. Rồi yếm nè, xương sau là chân sau là cùm nè, ghê không. Đây qua nè, mẹ đã cấy được 1 tháng rồi nè đó. Giờ em gửi thì chiều cao mẹ này cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó giờ em gửi hình thước đo cho cô chú chị mình xem.
Mẹ cao 1m36 nha chú anh chị. Đó em đo giữa lưng nè, mẹ cao 1m36. Con thì khoảng 1m. Con mẹ cao 1m36 nha, giá là 53 triệu. Đây mẹ cho chú chị xem nè, xem cái hình ảnh trọn con nè. Đó, thấy không, hình ảnh nguyên con nè. Thì cô chú anh chị mình nhanh tay nhấc máy gọi cho em nha, để sẽ hỗ trợ mẹ con về làm nuôi bò giống nha. Đây cái mẹ là F1 ngon không? Đó, em quay nhiều góc quay cho cô chú chị mình xem. Đó, sái là giữa luôn nha. Đây con mẹ này sái trắng thì nó hơi không có chí, sái trắng nằm lên đỉnh đầu á. Đó, yếm nè, thấy không, thấy chân cẳng không, to xương nha, khung xương là thất thăng. Con mẹ này đã chủ nhà nó, người ta thiếu cỏ ăn chăm sóc nó không được kỹ á chú anh chị, nó hơi gầy thôi, chứ con mẹ này mà mập lên một cái ha, bán 53 triệu là không có giá bán năm bộ mẹ con 53 triệu đâu. Con mẹ mập lên cái là bán bộ mẹ con này ít nhất phải cũng 60 trở lên đó. Thì cô chú anh chị mình mua về chăm sóc đặc biệt lại con mẹ nó lên thịt lên. Ờ, thì con mẹ cũng đã lên giống nha, mấy con mà gầy gầy vậy nè mau lên giống lắm, cấy cũng mau dính nữa. Đó, cấy được tháng rồi. Giờ em quay lại con cho cô chú anh xem nè, hai con tướng lực ghê không, chân cẳng là cầm đứng thẳng nè, không có xuống lún xuống được ấp xe gì hết. Móng này chung lại con móng sò luôn nha, đít nè, đít dêu luôn nha, dai lực. Coi sống lưng mới lớn sống lưng không, con mẹ mát sữa lắm nè, con mẹ mát sữa con mới về nè. Đó, con được ba bê nha. Thích Phương không chú anh chị? Đó, con mẹ là tàn nhất luôn nha, cao 1m36 bò á. Em lấy từ hao thôi chứ em không có đo chính xác đâu, em lấy nhưng mà bò cao 1m38 em lấy 36 rồi. Đó, cho chúng chị mình dễ coi. Đây cái mẹ đứng cái tàn cái dáng hình thế ghê không, dài đòn mà cao to. Mẹ đứng ngang dai em luôn á, bắt chân ấm nước rồi em. Thì cô chú chị mình quan tâm liên hệ cho em ngay nha, giờ em xin kết thúc video tại đây. Nhớ đang quan tâm ưng ý giá cả thì liên hệ cho em ngay, còn đàm phán lại giá cả nghe chú chị.